Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023. Và tôi đang đứng tại trường Trung học Cơ sở Đức Trí, một trong những điểm thi tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong sáng hôm nay, các sĩ tử bước vào môn thi ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Từ sáng sớm, phụ huynh cũng như là các thí sinh đến từ rất sớm để chuẩn bị tốt cho môn thi đầu tiên này. Dạ, sáng nay là em thức vào lúc 5 rưỡi sáng, em ăn sáng xong em đến đây. Và cảm xúc em bây giờ rất là hồi hộp bởi vì em không biết là em có trúng tuyển ngày hôm nay không. Nhưng em mong là sẽ ra người lãnh đạo sông Đà hay là đất nước. Dạ. Em rất là mong ra người lãnh đạo sông Đà. Em không giỏi môn văn, em không biết nữa. Kiểu như là môn đó là mình phải giống như là rất là nhiều bài thứ nhất nha, mà mỗi bài thì mình phải phân tích cực kỳ nhiều luôn. Mà bản thân em thì thiên về tự nhiên hơn nữa, nên là mấy cái môn xã hội thì học thuộc lòng đồ thì em cũng không có giỏi lắm, nên là em rất là sợ môn văn. Em chuẩn bị một cái phong thái tự tin và một tinh thần quyết thắng. Dạ tại em thấy cái nguyện vọng của em cũng cao nên là em ôn sớm để đạt được kết quả tốt. Em thì không áp lực tại vì gia đình em cũng không có áp lực em, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà em thi được thì tốt hơn. Thật ra ba em thì không kỳ vọng lắm, kiểu ý là kiểu cũng không có áp đặt á, nhưng mà bản thân em thì cảm thấy như là mình học hết 12 năm rồi, bây giờ mình không có điểm cao thì cũng khá là uổng, cũng khá là tiếc. Cho nên là em cũng kỳ vọng rằng là em sẽ được 7 trở lên. Em không biết nữa, kiểu mình cứ cho là mình làm hết sức mình là được rồi, không có đặt mục tiêu quá. Dạ, trước khi đi thi thì em cũng có đi chùa để được may mắn hơn. Em còn nghe nói là bước ra khỏi nhà phải bước chân phải chứ đừng bước chân trái nữa. Mẹ đưa em đi bởi mẹ em hợp ví với em hơn. Dạ, chắc là đi chùa với lại về quê cầu ông bà độ. Nói chung mình biết là mọi người học tập rất là căng thẳng, nhưng mình tin rằng là mọi người sẽ đạt được cái kết quả mình mong muốn. Và cứ nhớ rằng là mọi công sức mình đổ ra thì sẽ đều xứng đáng hết ha. Và cho dù là kết quả có như thế nào đi nữa thì vẫn cứ nhớ rằng là mình đã cố gắng và luôn tự hào với lại chính bản thân của mình. Nhân đây mình cũng chúc các bạn là 2005 là có một cuộc thi suôn sẻ và may mắn. Thì mình chúc các bạn tự tin bình tĩnh có thể vượt qua cái kỳ thi này, với lại sẽ đậu được nguyện vọng mà mình muốn.